Vâng, vừa chúng ta đã trải nghiệm cái tính năng camera 180 độ ở ngoài trời. Còn với điều kiện ánh sáng yếu ở dưới hầm xe thì sao? Như các bạn có thể thấy đây, vẫn rất nét. Và ở trong hầm, cái điều đặc trưng của những cái hầm để xe ấy là có rất nhiều cột. Bây giờ chúng ta thử vào số lùi và chỉnh sang cam 180 độ. Bây giờ thử lùi xem. Ở đấy thấy chưa? Chiếc camera này, bây giờ tôi mới thấy gương nhá. Camera thấy trước gương này rất nhiều. Cái góc nhìn 180 độ nó tiện như thế đấy các bạn ạ.